thời hiện đại bây giờ ai ai cũng dùng điện thoại di động laptop máy tính bảng chỉ cần lên internet để copy xuống là có thể nghe được đủ loại nhạc có lẽ giờ này hiếm ai còn giữ những chiếc radio nhật xịn cổ điển thế nhưng thời đại càng phát triển tuổi càng cao thì nhu cầu hoài niệm về những kỷ niệm ngày xưa thời thơ ấu tuổi trẻ của con người ngày càng cao vì thế họ tìm đến những chiếc radio nhật cổ điển với mong muốn như được trở lại thời trẻ tuổi của mình các sản phẩm đài radio cassette luôn được những người hoài niệm ưa chuộng một ly trà chiều cùng với chiếc đài cassette cổ có thể giúp thư giãn và gợi lại những hoài niệm thì còn gì tuyệt hơn thế nữa đây có lẽ là một món quà ý nghĩa và thiết thực dành cho người thân trong gia đình bên cạnh đó việc siêu tầm đài cassette cổ có lẽ sẽ là niềm đam mê của rất nhiều người thích siêu tầm đồ cổ Thực tế, đài cát xe ô cổ không quá đắt, không hiếm, không khó tìm nhưng điều quan trọng là phải tìm được chiếc đài radio độc lạ, hút mắt. Những năm gần đây, đài radio cổ trở thành món đồ quý trong bộ siêu tập của các dân chơi, tuy nhiên để có được một chiếc radio độc thì cũng rất vất vả, trong khi với nhiều người, đài radio cổ cũng chỉ là những món đồ cũ và lạc hậu không dùng đến và không muốn tốn diện tích bày biện mà đem bán thanh lý, thì với những người có sở thích siêu tầm, đây là những món đồ quý, shop Nhật Việt sẽ giúp bạn sống lại tuổi 20, với dịch vụ đặt order mua hộ đài radio Nhật cổ điển, vận chuyển giao hàng nhanh chóng, giúp quý khách dễ dàng sở hữu sản phẩm trong tầm tay một cách nhanh nhất có thể, chúng ta hãy cùng điểm qua một số mẫu đài cassette cổ nhiều người siêu tầm nhất hiện nay nhé.